cá đặt nước rồi. Đâu chưa được nữa bao nữa. Nãy giờ không quay phim vui quá. Dữ. Đây là điểm khai thác đá cho thị trấn Phước Lâm Phương Nam được. Em ra nha cả nhà. Chào cả nhà, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có mặt tại huyện Thọ Xuân, An Giang. Đây là thị trấn Phước Lâm, An Giang. Đây là hàng rào của thị trấn Phước Lâm. Đây là cổng tam quan. Thì này rất lớn nha cả nhà. Đây mình tham quan thị viện thì đây cũng có điểm giữ xe đây. Quán giải khát và giữ xe luôn. Mời cả nhà mình vào tham quan thị viện nha. Đây là chánh điện thị viện Phước Lâm, phương Nam An Giang. Đây là toàn cảnh trước chánh điện. Đây là cổng tham quan vào. Sau thiền viện là núi nhỏ, núi sập, núi nhỏ. Mời cả nhà mình vào tham quan chánh điện. Đây là thiền viện Phước Lâm An Giang. Đây là toàn cảnh chánh điện nha cả nhà. Đây là phía ngoài cổng tam quan. Đây là cột bê tông cấp thép đẹp nha cả nhà. Đây là thiền viện Phước Lâm An Giang. Thiền viện này có lối kiến trúc rất đẹp. Đây là cái tháp chấm. Phía ngoài vào bên tay phải mình thắp chuông. Nguyễn Thanh Sĩ, Trần Thị Mỹ Ly, đồng cúng dường, thiền viện Phước Lâm An Giang, 22 cây vạn niên đồng. Ông Lê Hồng Quang, ủy viên ban chỉ huy Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy An Giang.
Trình viên này tôi ghi rất rộng nha cả nhà. Cái mặt mình là núi nhỏ có lòng hồ. Mời cả nhà đi tới. Mời cả nhà mình xuống cảnh lòng hồ nha. Cây bồ đề ông Phạm Minh Tâm, Ủy viên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn trồng cây lưu niệm. Còn đây là lòng hồ của thiền viên Trúc Lâm An Giang. Đây cái chép. Này liền mồi xuống cái bu là dữ. Đủ thì khá rồi ha. Đi đi qua này hay lên đường đó. Đây là bài cá chê nha cả nhà. Cá trắng á, cá trắng. Rồi con cá trắng được. Cá trắng nó vậy. Ừ. Ồ, bự con nào nay bự quá bự ha. Cá khủng à. Cái này nó bảo chú quay cái đây. Ok. Trong dưới. Đặt nước luôn. Rất nhiều cả nhà. Có mấy con cá trắng là đẹp quá ha. Ồ, bên đây là cá chê, bên kia là cá chép. Con đó quá trời lớn rồi, nó vinh 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 con đó quá trời bự. Con đó giống cỡ 4 kg 5 kg rồi trời. Con đó cái này mà. Con đó đó. Trời. Con đó làm thầy. Kìa kìa con mà dạng ngoài kìa. Rồi thọt tay bắt được luôn á. Hàng quanh năm bới đậu lớn lắm. Nó có ăn đầu cắn không? Cắn mì banh cắn. Cắn chiếc thịt luôn. Con thấy đâu mà hỏi ta. Dưới cá vồ. Cá vồ. Cá chê thì nhiều cá vồ chút đỉnh nè. Có cá tài tượng nữa đó. Cá trắng kìa con, cá trắng kìa. Cá trắng nè. Đây lòng hồ của núi nhỏ của thiền viện Trúc Lâm An Giang. Đây là cầu qua lòng hồ cả nhà, qua núi nhỏ. Đi mình đó. Trên cầu quay xuống nha cả nhà.
Đồng hồ bên đây là nuôi thả cá chê, còn bên kia là cá hơn. Cây đó cây gì đẹp quá không cái này. Đây là toàn cảnh trúc lâm An Giang. Đá cho thì chỉ chắc là hơn năm rồi, anh ra mấy cái này. Vậy là cái lưỡi này là lưỡi cắt gạch ha, nó giống vậy đó ha, bỏ bự ha, cái lưỡi cắt gạch ha, nó giống vậy đó, hay nó khác, cái hả? Bằng me không à? À. Cắt gạch đút vô díu hết trơn. Nó bự quá, không ấy mình khẽ hay gì? Hả? Không khẽ gì, cái anh bé đục để cái này để vô thôi chạy hả? Dạ. Yeah. Vậy cho lưỡi đâu tới? Để gì thôi chạy à? Đóng từ từ nó nông xuống. Đồng thu không biết làm đâu có làm được. Tại vì mặn có nghề cũng học chơi qua mới làm được. Vậy cái tự nhiên tách ra luôn ha. Đục tay đâu có lâu lắm. Anh có ở đây ha? Gần đây không gia đình á? Ở đây. À. Vậy là nó liền mình đóng đóng lần 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 cái đều ha. Dài thì chế dài. Bây giờ là máy nhẹ
cỡ nó muốn ra đó. Rồi đứt luôn à. Quá hay. Quen. Quen. Cái này đầu tiên là mà cũng cục đá lớn rồi mà khẻ cái nhỏ đó hả anh ha. Lớn làm cũng mới nổi. À. Bằng hai ba cái nhà cũng nổi. Thì lấy từ từ nữa kìa. Thẳng băng luôn nè. Nghĩ không bị cong quẹo vậy. Làm thiền viện cho thiền viện chắc làm suốt đâu nghỉ hả anh, bị nhiều quá mà ha. Không ý nữa là không có thời gian mình làm hoài, nó có công chuyện là hoài ha. Có mặn là có tiền đó. Không mặn là không tiền. Rồi anh nói ở trên kia người ta khẽ gì vậy? Chưa có đường bệnh á, đường dưới chiến. Cái chùa này nghe nói cũng lâu đời lắm phải không anh? À, trước năm 75 ha. Sao này vừa mới mở cái đường này nha. Năm 3 rồi. Vậy là chùa khoảng 60 năm rồi. Ở trên nữa. Nghe ông bà kể lại chứ mình không biết. Quay lại. Nó có cái lằn là nó có cái đà. Có cái lằn ở dưới. Vậy đó hả? Ừ. Đâu có sâu. Mà đá này hồi đó giờ mọc lâu lắm mà ha. Trời ơi. Từ xưa đến nay. Nó tốt, nó trồng nó tốt hết biết rồi kìa. Nó sập là chắc là những thằng lợn rồi. Tôi mua đá hồi thấy dưới thốt nốt đồ hồi trước đó. Chở về thốt nốt rồi dưới làm lộ làm đồ với cá. Cái này đá mà tốt dễ sợ còn gà trăm được đá sập là tốt nhất. Mấy cái chỗ cái đâu có ai vô lấy được không chị? Trước thì làm ấy tự do. Giờ đâu khai thác nữa được. Giờ đâu cho hay được. Mấy chục năm rồi. Rồi nó đứt rồi đó. Thẳng băng. Cắt xuống đâu có sâu không đâu, chừng 3 phân cái gì. Có như đá bự thì cắt nó hơi sâu. Mà cái cục này chia ra 4 cái vậy? Bộ cục bự cắt xuống có nhiêu mà đục, nó đi luôn đó hả? Cái cục này chia làm 4 cái vậy? Thôi vậy cảm ơn hai bà đi. Chúc gì sức khỏe. Mày con nữa đi. Mày con nữa là vừa. Cái tiếp. Vô cá đặt nước rồi. Nó nhẹ nhẹ dễ xuyên. Nó đâu chưa được nửa bầu nữa. Nãy giờ không quay phim vui quá.
quá, khá nhiều cả nhà ơi. Cá này thấy gì chơi ký hàng ký hả? Vậy hả? Ồ, cá nó bự kìa. Ồ, ồ, cái giò bự kìa. Cá chép và cá cha nữa kìa. Nó trường hay cá bển nó lóc thì lóc luôn. Đây lòng hồ. Cái sao à? Đến đây cũng kết thúc video nha, chào cả nhà, chào tất cả mọi người.